Thật là không phải, vì ông nhà tôi không được khỏe nên không thể ra đây. Thật là thất lễ. Dạ, nếu ông Đào không khỏe thì cũng có thể châm trước. Bà cũng có thể thay mặt mà định đoạt chuyện hôn nhân của đôi trẻ. Hôm nay á, tôi thay mặt nhà họ Lê mang lễ vật qua đây để dạm hỏi con gái của bà là Thu Hạnh tiểu thư cho công tử nhà họ Lê chúng tôi, như đã đến nước từ trước. Xin thứ lỗi, chuyện hôn lễ của đôi trẻ chắc là phải quản lại. Hiện tại bệnh tình của ông nhà tôi càng ngày càng xấu, tất cả trong nhà từ trên xuống dưới đều lo lắng và dành hết sự quan tâm cho chuyện này. Nói thiệt tình là không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện cưới sinh, cho nên tôi rất khó mở lời. Nhưng đành gửi lời khước từ đến ông bà Lê và công tử đây, cho chúng tôi được dời lại đến khi nào ông Đào khỏe trở lại. Nếu bác gái đã nói như vậy thì đành phải nghe theo. Thay mặt cho cha mẹ con, gửi lời hỏi thăm bác trai, mong bác trai mau khỏe lại. Cảm ơn cậu. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi các vị. Vậy thì tôi xin về để thưa lại với ông bà Lê. Chúng tôi xin cáo từ. Dạ, con xin phép. Lê công tử, chuyện này là sao vậy? Sao tự nhiên bà lại đi từ chối chuyện hôn lễ của người ta? Bà hứa với tôi là sẽ... Câm miệng, đừng có mà to tiếng như vậy. Bà, cô không thấy cha cô đang nằm bệnh hay sao? Những gì bà hứa với tôi đâu phải như vậy đâu. Sao bây giờ bà lại lật lọng như vậy chứ? Câm miệng. Nè, ăn nói hàm hồ hả? Nghe cho rõ đây. Kế hoạch có thay đổi một chút xíu. Cô sẽ lấy được Lê công tử, nhưng phải đi vòng một chút. Bà nói như vậy là sao? Bây giờ bà muốn sao nữa đây? Nếu lòng vòng tới lui á, công tử họ Lê nản chí bỏ tôi không lấy tôi nữa thì sao? Sau khi ông ta hoàn toàn mê man không còn minh mẫn, ta sẽ mời các vị hương thân làng xã đến đây để tiến hành thực hiện theo chúc thư. Sau khi cô chính thức làm chủ cái sản nghiệp này, cô làm thêm một bước tiếp theo là chuyển hết gia sản cho thằng Tính. Xong cái bước này thì tôi sẽ cho cô lấy Lê công tử như đã hứa. Tại sao lại rắc rối như vậy chứ? Trước sau gì tôi cũng lấy Lê công tử. Sao ông lấy cho rồi, làm gì phải chờ đợi chi vậy? Đúng là đầu đất mà. Con làm ơn giải thích cho nó hiểu đi, mày mệt mỏi lắm rồi. Mày đúng là đầu đất. Hả? Vì khi mày lấy Lê công tử, gia sản giao cho mày có thể sẽ thuộc về nhà họ Lê. Cho nên mày phải giao gia sản hết cho tao trước, rồi sau đó mày muốn lấy ai thì lấy, mày hiểu chưa? Vậy có nghĩa là sau khi chuyển hết gia sản cho ngươi thì ta được tổ chức hôn lễ với Lê công tử đúng không? Ừ. Nói tới nói luôn thì tôi cũng được lấy Lê công tử mà. Vậy sao giờ ổng làm luôn đi? Cái con này đúng là nó muốn lấy Lê công tử đến u mê rồi đó. Nè, bây giờ ông ấy sờ sờ ra đó, chúc thư làm sao thực hiện được? Vậy thì sao? Không để cho ổng chết đi. Mày vậy á? Câm miệng, ăn nói cho đàng hoàng. Mày cứ làm theo kế hoạch như ta đã định thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Sau khi xong nhiệm vụ, cưới về nhà họ Lê, làm vợ Lê công tử mà hưởng phước. Bà nhớ giữ lời đó. Mẹ, mẹ không thấy nó biết quá nhiều chuyện khi về làm dâu nhà họ Lê sao? Mẹ không sợ nó lỡ vui quá tiết lộ chuyện gia đình mình thì sao?
để cho nó lo xong việc đã. Còn chuyện về làm dâu nhà họ Lê hay không còn tùy thuộc vào mạng của nó. Con nghĩ lại coi, mẹ của con á, nào giờ làm việc có để hở để cho người ta đâm sau lưng mình đâu. Con đừng có sợ. Thì ra mẹ đã tính toán hết rồi. Tất cả chỉ vì tiền đồ của con. Và cái gia sản này thôi, nó phải thuộc về hai mẹ con mình. Mẹ thiệt lại.